Thưa quý vị, suốt một tuần qua, thủ đô Hà Nội đang trong đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 39 cho đến 40 độ C, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 50 độ C, cộng với hơi nóng từ mặt đường phả lên, khiến cho không khí thêm nóng bức ngột ngạt. Dưới thời tiết như thế này thì nhiều người dân ngại ra đường, nhất là vào những khung giờ cao điểm như là buổi trưa hay là buổi chiều. Và tuy nhiên thì đợt cao điểm nắng nóng ở Hà Nội với cái nhu cầu giao nhận hàng hóa tăng đột biến khiến cho dịch vụ này ngày càng đắt khách. Tuy nhiên thì thu nhập một ngày của nhân viên giao đồ ăn thì cũng không cao tới tiền triệu như là đồn đoán. Một nhân viên giao hàng nhanh tại Hà Nội cho biết từ đợt dịch thì mỗi ngày nhận được khoảng 20 đơn đặt hàng, nhưng từ hôm nắng nóng thì số lượng đơn cũng tăng đột biến, khoảng từ 30 cho đến 35 đơn trên một ngày. Mặc dù số lượng đơn hàng tăng cao nhưng cũng không dám nhận nhiều vì thời tiết giữa trưa nắng nóng cháy da cháy thịt khiến cho việc di chuyển đến các địa điểm rất vất vả. Nhiều nhân viên giao hàng chia sẻ, không có chuyện mùa này là thu nhập tốt, làm được cả triệu mỗi ngày. Trừ tất cả các chi phí, mỗi đơn hàng đồ ăn chỉ lãi khoảng 9.000 đồng. Chạy hết công suất thì cùng lắm cũng chỉ được 200-300 ngàn. Ship đơn hàng bình thường thì được giá cao hơn nhưng mà rất ít đơn. Thực tế thì trời nắng nóng, nhu cầu giao hàng tận nơi tăng đột biến nên giá ship thì cũng cao hơn so với trước đó. Một số nhân viên giao hàng chấp nhận chạy đơn vào buổi trưa nắng nóng nhưng đòi để được trả tiền nhiều hơn.